câu này là của chúng mình. Hey! Quả cầu xanh bay trên trời xanh. Đều lên. Không vui lắm nha. 6 5 4 3 2 1 cắt đi nào, cắt đi. Đáp án là 10 giây còn lại có mang về may mắn cho Kim Nhã hay không? Tù nghe được thông tin gì là lần trước tham gia vẫn còn uất ức dữ lắm. Bữa cắt lộn đó, hôm nay cắt lại. Bà thương ăn nội à. Nào, xây. Rồi, chưa gì mà ôm ấp rồi. Không nó đi, không nó đi. Lát nữa vậy nào mà anh cắt sai nhớ giật gì giật lên. Yo. À. It's ok. Bạn có mang về 50 triệu cho đội của mình hay không? Top 11 Võ Cầu Bí Ẩn phát sóng lúc 11 giờ trưa thứ bảy ngày 21 tháng 3 năm 2020 trên kênh VTV3.